Tần Tỉ Hoàng, vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc nhưng là người đàn ông có số phận bi thảm nhất thế giới Tần Tỉ Hoàng, vị vua đầu tiên thống nhất Trung Quốc được cho là người đàn ông có số phận bi thảm nhất thế giới khi phải đối diện với vô vàng biến cố trong cuộc đời. Tô Tỷ Hoàng sinh vào tháng 1 hoặc là tháng 12 năm 259 trước công nguyên và mất vào ngày 10 tháng 9 năm 210 trước công nguyên. Tên thật là Doanh Chính hay còn có tên gọi khác là Triệu Chính, là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước công nguyên đến năm 221 trước công nguyên trong thời kỳ chiến quốc. Năm 13 tuổi thì Doanh Chính đăng cơ làm Tần Vương, do trọng phụ là Lạp bất vi nhiếp chính. Sau khi đích thân trị vì, ông đã tiêu diệt sáu nước và tự xưng là Thủy Hoàng đế, tức là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông tại vị 37 năm, trong đó thì xưng vương 25 năm, xưng đế 12 năm. Năm 210 trước công nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời vì bệnh ở tuổi 49. Tuy là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, người khởi đầu đế quốc quân chủ Trung Hoa kéo dài gần hai thiên niên kỷ và để lại nhiều công trình khổng lồ cho nhân loại như vạn lý trường thành, lăng mộ kích thước thành phố nổi tiếng được bảo vệ bởi đội quân đất nung có kích thước thật. Nhưng nhiều chuyên gia vẫn cho rằng Tần Thủy Hoàng là người đàn ông có số phận bi thảm nhất trong lịch sử. Vậy tại sao Tần Thủy Hoàng lại bị gắn cho cái mát này? Khi còn nhỏ bị bắt nạt ở nơi đất khách quê người, Tần Thủy Hoàng là con trai trưởng của Tần Trang Tương Vương, tên thật là Doanh Dị Nhân. Hai sau còn có tên khác là Tử Sở, và mẹ là Triệu Cơ, người hàm đan nước Triệu. Do mẹ của Tần Trang Tương Vương là Hạ Cơ. Không được thái tử yêu nên dị nhân phải làm con tin của Tần ở nước Triệu. Và cũng tại nước Triệu, Dị nhân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Lã Bất Vi, vốn là một thương nhân nước vệ, trong âm mưu buông vua bán chúa, Lã Bất Vi có một người tiểu thiếp tên là Triệu Cơ, dung mạo xinh đẹp, lại có tài ca múa đàn hát, biết dị nhân phải lòng Triệu Cơ, Lã Bất Vi đã dâng Triệu Cơ cho công tử nước Tần này, không lâu sau thì Triệu Cơ mang thai và sinh ra doanh chính tức là Tần Thủy Hoàng sau này. Năm 257 trước công nguyên, tức là hai năm sau khi doanh chính ra đời, nước triệu bị nước tần vây đô thành hàm đan. Và trong lúc cùng quẩn, nước triệu muốn giết dị nhân để trút giận, nhưng may mắn thay được lã bất vi lập kế chạy thoát về nước tần. Tuy nhiên thì triệu cơ và doanh chính không kịp trốn theo, phải ở lại nước triệu. Nước Triệu muốn giết cả hai mẹ con, nhưng Triệu Cơ là con nhà tay Bắc ở Triệu, nên hai người đều được sống. Họ phải lẫn trốn trong dân gian suốt 7 năm trời đằng đẳng, chịu đủ mọi đắng cay tuổi nhục và danh chính liên tục bị mọi người bắt nạt. Sau khi doanh chính trở về Tần Quốc và lên ngôi vua, ông đã chinh phạt 6 nước chư hầu. Khi tới nước Triệu, doanh chính đã tìm kiếm và giết chết những người đã bắt nạt ông hồi nhỏ. Điều này cho thấy rằng cuộc sống thuở bé của Tần Thủy Hoàng đã khổ sở ra sao và sự hận thù trong ông lớn như thế nào, bị nghi ngờ về xuất thân. Sau khi doanh chính cùng với mẹ trở về nước Tần, ông đã được phong làm thế tử. Tuy nhiên lúc này doanh chính lại bị một số quan lại trong triều phản đối vì cho rằng ông không phải là máu mũ của Tần Trang Tương Vương mà là con trai của Lạ Bất Vi. Bởi lẽ trước khi Triệu Cơ trở thành phu nhân của Tần Trang Tương Vương, bà là một tiểu thiếp trong phụ của Lạ Bất Vi. Nhiều người còn cho rằng Triệu Cơ đã mang thai trước khi bà được Lạ Bất Vi dâng cho Tần Trang Tương Vương. Cái thai được giấu kín để đủ tháng sinh ra và đặt tên là chính, tức là Tần Tử Hoàng sau này. Tuy nhiên thì một bộ phận lớn triều thần nước Tần vẫn tin vào việc doanh chính là con của Tần Trang Tương Vương và hết lòng ủng hộ doanh chính trước sau như một. Mẹ cùng người đàn ông khác thông dâm. Trang Tương Vương lên ngôi được ba năm thì qua đời. Thế tử Doanh Chính lên ngôi Tần Vương, tức là Tần Thủy Hoàng. Triệu Cơ trở thành Vương Thái Hậu. Khi Tần Vương Doanh Chính còn nhỏ tuổi, Triệu Cơ nối lại tình xưa với Lạ Bất Vi và thường xuyên lén lút từ thông với ông. Về sau khi tần vương đã lớn là bất vi sợ sẽ mang vạ, nên bèn sai lao ái giả làm hoàng quan rồi dâng lên cho triệu cơ. Từ đó triệu cơ và lao ái thông dâm, sinh được hai người con trai. Lao ái đem hai đứa con giấu đi, định lập mưu đợi tần tiểu hoàng chết thì lập con hắn làm vua. Tuy nhiên tần tiểu hoàng sau đó đã phát giác ra việc này và giết chết ba họ nhà lao ái cùng với hai đứa con riêng của mẹ, đồng thời ra lệnh giam lỏng bà có quá nhiều người phụ nữ trong đời. Có lẽ rất nhiều người cho rằng thật nực cười khi nói rằng một ông vua có quá nhiều người phụ nữ trong đời là một nỗi bi thảm. Tuy nhiên điều này lại đúng với tần thị hoàng, bởi lẽ từ khi lên ngôi vua thì ông không hề lập hậu, mặc dù ngủ với hàng nghìn người phụ nữ nhưng ông lại không có nổi một tình yêu chân thành không chỉ trong các tài liệu lịch sử, mà ngay cả trong những khám phá khảo cổ học sau này cũng cho thấy lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chỉ có thi thể của một mình ông. Khi còn sống thì không có một người phụ nữ nào thật lòng đối đại với mình, khi chết đi cũng nằm lạnh lẽo một mình, vậy đây có phải là bi kịch hay không? Thường xuyên bị mưu sát, lâm trọng bệnh rồi chết bên ngoài. Từ khi Tần Thủy Hoàng lập quốc, phong trào phản kháng diễn ra vô cùng mạnh mẽ, khiến cho ông luôn lo lắng bất an. Do đó, thì Tần Thủy Hoàng thường xuyên đi khắp nước để thưởng ngoạn cảnh sắc giang sơn rộng lớn của mình và thỏa mãn các vọng thống trị thiên hạ. Tuy nhiên, mỗi lần đi tuần du, Tần Thủy Hoàng đều bị kẻ địch mưu sát. Tuy bản tính thông minh, hào khí ngút trời, nhưng Tần Thủy Hoàng ưu mê tìm kiếm phương thuốc trường sinh bất lão. Nhiều lần thì ông đã bị bọn lừa phỉnh, lừa gạt, trở thành trò đùa trong thiên hạ. Năm Tần Tỉ Hoàng thứ 37, tức là năm 210 trước công nguyên, Tần Tỉ Hoàng ngã bệnh và qua đời khi đang đi tuần du. Do Tần Tỉ Hoàng mất ở xa, lo lắng cái chết của ông có thể kích hoạt một cuộc nổi dậy lớn trong toàn đế chế, nên Thừa tướng Lý Tư đã ra lệnh không cho phát tan. Chở quan tài trong một cỗ xe mát cho một hoàng quan được vua yêu ngồi trong xe. Đến đâu thì dân thức ăn, trầm quan vẫn tô việc như thường từ nơi Tần Thủy Hoàng qua đời về đến Kinh Thành mất tới 2 tháng đi đường bộ. Và có những lúc trời nắng nóng, chiếc xe mát phát ra mùi thối. Đoàn Tùy Tùng phải sai các quan đi theo, chở trên xe một thạch cá muối để đánh lẫn với mùi thối. Bị hoàng quan thân cận, thay đổi chiếu thư sau khi chết sau khi ngã bệnh thì Tần Tiểu Hoàng biết mình không thể qua khỏi nên đã viết một thánh chỉ lệnh cho Hoàng Quan thân cận là Triệu Cao nhanh chóng gửi cho người con trưởng đang ở biên cương là phù tô trở về Hàm Dương chủ trì tang sự tức là chuẩn bị kế vị ngồi báu Tuy nhiên do triệu cao có âm mưu phản nghịch từ sớm nên khi đưa thi thể của Tần tỷ Hoàng về tới Kinh Thành, triệu cao đã bắt tay với thừa tướng Lý Tư đưa Hồ Hợi năm đó 21 tuổi, người con thứ 18 trong số khoảng hơn 20 người con trai của Tần tỷ Hoàng lên ngôi vua. Sau khi Hồ Hợi đăng cơ thì con trai trưởng của Tần tỷ Hoàng là Phù Tô đã tự sát tất cả con cái của Tần tỷ Hoàng, bao gồm cả trai lẫn gái đều bị Hồ Hợi giết sạch. Bên cạnh đó thì Hồ Hợi bị triệu cao thao túng thực hiện nhiều chính sách hạ khắc khiến cho dân chúng phẫn nộ, mở ra nhiều cuộc khởi nghĩa. Năm 207 trước công nguyên, sau 3 năm đăng ngôi hoàng đế, triệu cao bức tự hồ hợi và nhà tần chỉ tồn tại thêm 46 ngày nữa. Với những lý do trên, liệu trên thế giới còn có ông vua nào bi thảm hơn tần thủy hoàng nữa hay không? News TV, kênh thông tin giải trí chọn lọc. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ clip hấp dẫn nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy subscribe, share, like và đừng quên để lại những ý kiến của bạn nhé.